Vụ lúa hè thu năm nay toàn tỉnh xuống giống trên 58.000 ha với các giống lúa chất lượng cao như nàng qua chính, đài thơm 8, OM18, RVT, ST24, ST25. Hiện các trà lúa hè thu sớm đã bước vào giai đoạn chính thu hoạch, tập trung ở các huyện Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi. Nhìn chung, nông dân đều rất phấn khởi khi vụ này lúa vừa trúng mùa, trúng giá. Năm nay tình hình sản xuất của nông dân tương đối thuận lợi nên năng suất vụ lúa hè thu khá cao, trung bình đạt từ 40 đến 50 dạng một công, tăng hơn 30% so với vụ hè thu năm trước. Hiện lúa tươi được thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 8.000 đến 8.500 đồng một ký tùy giống lúa, tăng khoảng 500 đồng một ký so với vụ hè thu năm trước. Với mức giá và năng suất hiện tại, sau so khi trừ đi các khoản chi phí, nông dân có lời từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một công. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với các địa phương khuyến cáo nông dân cần tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, nhanh chóng tiến hành thu hoạch khi lúa đủ độ chín. Đối với trà lúa đang trong giai đoạn đồng trổ, nông dân cần chú ý gia cố bờ bao để chủ động bảo vệ trà lúa trong điều kiện thời tiết mùa mưa diễn biến bất thường.